Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với Johnny and Supercar Vlog. Và như các bạn đã thấy thì trên tay mình là chìa khóa của một chiếc xe Honda, một mẫu mô tô tầm trung của Honda mới được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Vâng, và như các bạn đã thấy ngay phía sau mình chính là chiếc Honda CB300 các bạn nhé. Honda CB300 hoàn toàn mới luôn, vừa được bán ra thị trường Việt Nam với giá bán 140 triệu đồng, giá bán chính hãng luôn, không phải thông qua các nhà nhập khẩu tư nhân. Chiếc này thì được nhập khẩu từ Thái Lan, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với giá 140 triệu đồng. Các bạn nhìn lướt qua thì trông rất giống với mẫu xe Honda CB650R 2019-2020. Còn đây là chiếc CB300R 2019-2020. Thiết kế rất là đẹp luôn các bạn ạ. Thiết kế rất giống nhau, rất giống với chiếc CB650R. Còn đây là chiếc CB300R. Chiếc 650R thì được trang bị động cơ 4 máy, tuy nhiên chiếc 300 này thì được trang bị động cơ 1 máy rồi các bạn nhé. 1 máy dung tích nó khoảng gần 300, chứ nó không đến 300cc, chính xác là thế. Tuy nhiên chạy cũng rất là thú vị, chạy rất hay luôn các bạn. Mình chạy mấy ngày hôm nay cảm nhận là rất là ok. Một chút nữa thì mình sẽ chạy xe và chia sẻ với các bạn sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những chi tiết thiết kế nổi bật trên chiếc CB300R này. Thiết kế theo phong cách Neo Sport, một trong những triết lý thiết kế rất là nổi tiếng trên những chiếc Honda thời điểm hiện tại. Như các bạn đã thấy đây, cụm đèn pha tròn LED, mình sẽ bật nó lên cho các bạn xem. Rất giống với CB650R mình từng trải nghiệm trước đây. Đó, các bạn có thể quan sát cụm đèn pha full LED 2 tầng luôn. Thiết kế tròn phong cách cổ điển, đặc trưng của triết lý thiết kế Neo Sport mới của cái dòng xe CB các bạn nhé. Phục trước upside down luôn, upside down của thương hiệu Showa luôn nha các bạn nhé. Đó, upside down của Showa với cái hành trình màu vàng nhìn rất là nổi bật. Bánh trước có trang bị ABS. Kích thước lốp, kích thước mâm là 17 inch. Sơn đen, chấu sơn đen, đĩa phanh ở phía trước tích hợp công nghệ ABS. Cùm phanh là của Nizin. Kích thước lốp trước đâu đó là 110/70 các bạn nhé, 110/70. Đây chính là cái logo CB300R gắn trên này. Ngay cả cái màu sơn cũng như cái phong cách thiết kế đều rất giống với chiếc CB650R. Động cơ một máy 286cc, trông khá là ổn các bạn ạ. Khung kim loại màu đen. Phía trên này có xi-nhan này, xi-nhan LED ở phía trên các bạn này. Nó luôn sáng thì phải, vì chạy lúc nào cũng thấy nó sáng. Tay lái của chiếc CB300 này. Tay lái chuẩn kiểu Next. Thiết kế kiểu này chạy rất là thích, tay lái rộng và góc cua, góc đánh lái cũng rất là rộng. Chạy trong phố cũng như chạy tour, chạy đường dài đều cảm giác rất là phê các bạn ạ. Mình rất thích những cái chiếc Next mà thiết kế theo kiểu như thế này. Chạy nói chung là nó đỡ mệt hơn chạy Sport. Sport chạy đường dài thì khá là mệt. Màn hình tại đây, màn hình điện tử rất giống với những chiếc mô tô mới của Honda 650R hay 500F cũng được thiết kế có cái màn hình như thế này. Hai bên là hai cái xi-nhan các bạn, nhìn trông như hai cái chĩa ra trông cũng khá là hay. Đây có cái đèn pad như kiểu cái lấy chuyển số phía sau vô lăng của ô tô. Pad gắn ở đây thì rất muốn xin vượt thì rất là dễ dùng các bạn ạ. Thay vì ở dưới đây ấn nút ở đây. Có tắt bật đèn pha. Đèn pha xe Nhật thì là luôn sáng rồi các bạn nhé, không phải lo là quên bật hay quên tắt, mà nó luôn sáng, các bạn chỉ bật lên để bật đèn pha và ấy xuống để tắt đèn pha ấy thôi. Cốt thì nó luôn sáng rồi. Còi này, xi nhan này, ấy còi rất là to, đặc trưng của mô tô của Honda. Đây là cái công tắc tắt bật hệ thống điện, nút khởi động ở đây. Còn lại thì có trên cái đồng hồ này có hai cái set ở đây. Nói chung là cũng không có cái gì đặc biệt. Bình xăng. Bình xăng cũng khá là to, mình không nhớ chính xác nó là bao nhiêu lít. Nó có hướng dẫn đây là xăng E5 hoặc là E10 này. Mở thì tất nhiên mở chìa khóa rồi. Các bạn nhìn thấy cái hai cái nhô nhô ở cái yếm đây không? Nhìn trông rất là gấu nhá. Nhìn khi mà bạn lái xe bạn nhìn xuống nhìn trông nó rất là gấu. Tất
cả những cái chi tiết ốp này đều làm bằng nhựa. Những cái chi tiết bạc này là bằng nhựa. Bên trong thì khung là khung kim loại rồi, bên ngoài thì là bằng nhựa. Đây, logo CB300R cũng có bên này. Thái Honda. Đây, Thái Honda Manufactory Collection. Sản xuất tại Thái Lan các bạn nhé. Đó. Động cơ 286cc trên chiếc Honda CB300R. Đây là bánh sau, chúng ta sẽ ra phía sau. Bánh sau thì kích thước nó vẫn là 17 inch. Tiên kích thước lốp thì to hơn khá là nhiều. Mình vẫn chưa ngó được đây, kích thước lốp đây 150/60 lốp mâm 17 inch MC66. Đó là những cái thông số của lốp và bánh sau. Hệ thống ống xả thì thiết kế đây là ống xả zin. Trông khá là to các bạn ạ. Đấy, nó tổng thể này, trông rất là to chứ không phải là to nữa rồi. Một ống xả thôi nhưng mà làm rất bự, nếu mà hai ống xả thì nhìn nó đẹp hơn. Tuy nhiên khi mua về thì các bạn cắt cái phần này đi và lắp ống xả độ vào thì âm thanh nó sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều so với zin. Bạn chờ một chút mình sẽ nổ và mình ga lên một chút cho các bạn nghe. Đĩa phanh phía sau. Đó, phanh đĩa ở phía sau này. Cùm phanh cũng là cùm phanh zin. Chiếc này thì chiều cao yên đâu đó khoảng gần 800. Cụm đèn hậu này, phát gắn biển số này. Mình cao 1m65 thì bây giờ mình sẽ ngồi thử cho bạn xem. Đây, cao 1m65. Hai bên đều có thể chạm đất, mũi giày chạm đất khi mình đi giày các bạn nhé. Cao 1m65 thì ngồi cũng không phải là quá khó. Chiếc này thì rất là nhẹ luôn các bạn. Các bạn ngồi lên xe thì các bạn sẽ thấy nó khá là nhẹ, không hề nặng một chút nào luôn đấy. Đây là từ tư thế mắt của người ngồi lái xe này. Mình sẽ đèn đỏ các bạn nghe. Nghe tiếng ống xả. Đây là khi chưa nẹt các bạn nhé. Khi chưa bê ga đấy. Nghe đi thử tiếng ống xả nhá. Tay cầm thì Vega khá là thích. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái phần giới thiệu về xe ở đây.